Cô rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Thanh Thanh Huyền, một tác giả trẻ và mới trên kênh của chúng ta. Truyện ngắn được mang tên Cô Ma Rừng. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Lễ hội cầu an là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số, là nơi thể hiện sự tôn kính của đồng bào đối với các bậc thần linh. Lễ hội có từ xa xưa, truyền lại cho con cháu, bắt nguồn từ truyền thuyết ngày xưa trong làng bị đại dịch. Không có thuốc men, dân làng chết nhiều, người dân đã bắt dê làm vật tế thần, cầu mong thần linh xua đuổi tà ma. Kể từ khi đó hết dịch bệnh, không còn ai chết nữa. Lễ hội được duy trì hàng năm. Năm nay như mọi năm, tất cả thành viên trong buôn đều tập trung trước nhà rông. Chủ trì buổi lễ không ai khác là già làng Dinh. Già làng làm nghi thức cúng lễ vật cho thần linh, rồi ông cầm khiên và đao đi đầu. Bên cạnh là một thanh niên đeo mặt nạ cầm mát. Tiếp sau là bốn thanh niên mang theo hình nộm. Tiếp nữa là hai thiếu nữ, mỗi người cầm cây lá đót. Cuối cùng là đội cồng chiêng, và đi sau là toàn thể dân trong buôn. Mọi người đi quanh buôn làng để xua đuổi những điều xấu xa. Trong quá trình đi quanh buôn làng, già làng dùng dao chém vào các vật dụng như cây cối, hàng rào để xua đuổi tà ma xui xẻo. Cuối cùng là đốt hình nộm người để tiễn biệt các vị thần linh và mong muốn những điều tốt đẹp cho buôn làng. Sau khi kết thúc buổi lễ, đoàn người quay về tập trung tại nhà rông để ăn mừng, nhảy múa, uống rượu cần. Ông già làng Dinh sau khi làm lễ, lui về căn nhà sàn cách biệt của mình. Lũ trẻ nhỏ ríu rít tò mò chạy theo ông. Chúng nó đem theo bánh trái, hoa quả. Như mỗi năm, chúng nó lại kéo nhau qua nhà ông để được nghe kể những câu chuyện huyền bí tâm linh. Trong căn nhà sàn kiên cố ba gian của ông Dinh, mọi người ngồi tụ lại ở gian chính. Ngôi làng này ở xa trung tâm tỉnh, sâu trong rừng, điện chỉ được cấp vào một vài giờ cố định trong ngày. Bây giờ là 12 giờ khuya, ông Dinh lần mò bật cây đèn pin và cắm ngọn đèn dầu. Đoạn ông cầm ngọn đèn dầu rồi tiến vào trung tâm vòng tròn, nơi mấy đứa nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi. Ông bắt đầu cất giọng ôn tồn, mở đầu cho một câu chuyện kỳ thú. Tây Nguyên, xã Chư Prong, năm 1900. Bà tha cho cô biết lỗi rồi, cô không dám nữa. Chết này, xem ngươi còn dám nữa không? Cái con người hầu như ngươi, đánh chết cũng đáng. Tại nhà của tên địa chủ sườn nổi tiếng trong vùng, tiếng đôi quốc người nghe chan chát. Người phụ nữ quần áo rách bươm, tay chân lấm lem, khuôn mặt non cơ cực lắm, quỳ rụp dưới chân mụ địa chủ, hai tay chắp lại van xin. Tiền công tháng này bà trả con có 50 đồng, không đủ lo cho mẹ già. Bất quá con mới làm liều, bà tha cho con. Mụ sườn hàng giọng. Ý mày nói tao quỳnh lương à? Người đâu? Lôi con này ra đánh gãy chân cho ta. A Thun đang làm việc ngoài rẫy cà phê, nghe có người nói vợ mình đang bị bà sườn đánh. Anh hớt hải bỏ dở việc, chạy vào đó tìm vợ mình. Đến nơi, Hơ Rim vợ anh đang bị hai thằng hầu cầm cây gỗ to đánh vào bắp chân cô. A Thun dáng người ốm yếu, cơ hèn vội vã quỳ xuống. Trời ơi, bà ơi, sao bà đánh vợ con? Vợ mày, nó ăn cắp tiền của ta. Mụ ta gằn giọng. Tiếng gỗ quất vang lên liên hồi. A Thôn hoảng quá lại lục gian tha cho vợ mình, nhưng bà ta cứ trơ mắt ra, miệng còn nở nụ cười tà ác. Anh chạy về phía vợ, cố sức giằn co ngăn không cho hai tên hầu đánh vợ mình tiếp. Đang kịch tính thì một người hầu chạy vào báo với mụ sườn. Bẩm bà, có ông quan huyện ghé nhà mình. Lúc này bà ta mới cho dừng việc đánh đấm, cho người lôi con Hơ Rim ra cửa sau cho khuất mát, không thể để quan huyện thấy được. A Thung thấy vợ mình được thả, muốn dìu cô đi, nhưng chân Hơ Rim lúc này đã không di chuyển được nữa. Đau đớn,
không thể đứng dậy được. Hai thằng hầu của tên bá hộ đứng hai bên xách nát, kéo lôi Hơ Rim quăng cô ra cổng sau, đuổi hai vợ chồng ra ngoài đóng sầm cửa lại. Hai vợ chồng lam lũ ôm lấy nhau khóc rấm rướt. Chân của Hơ Rim sưng đỏ, nhũn ra. Nếu quan huyện không tới, chắc cô đã bị đánh gãy đôi chân luôn rồi. A Thu ngồi xuống, cố gắng cõng vợ về buôn. Buôn của người Ba Na là một trong những khu tự trị của dân tộc thiểu số. A Thung cõng vợ đi trên con đường đất ban sơ, hai bên là bạt ngàn cao nguyên xanh thẳm, nhấp nhô nhiều đồi, xen kẽ các vùng trũng. Buôn của A Thung nằm ngay bìa rừng. Ở cái xã Chư Prong này, ai ai cũng biết vợ chồng bá hộ Sườn. Hai vợ chồng sở hữu nhiều đất đai, của cải, rẫy trồng cà phê, rẫy cao su. Sự đời giống như vậy, nhà giàu yêu kẻ thật thà, nhà quan yêu kẻ giàu ra nịnh thần. Hai vợ chồng nhà này nhờ thói nịnh nọt mà dựa hơi quan huyện. Bọn chúng biếu quà nịnh bợ quan trên rồi ra sức hống hách bắt nạt dân làng. Quan huyện cũng ngó mắt làm ngơ. A Thun và Hơ Rim sinh ra ở núi rừng Tây Nguyên. Ở đây chỉ có đất đồi rừng già, người dân nghèo, không có gì làm. Đa số đều đi làm thuê làm nông cho nhà của bá hộ Sườn. Vốn đã khổ, hai vợ chồng hắn ta còn hay lấy cớ để kỳ kèo giảm bớt hoặc không trả tiền công. Hai vợ chồng A Thung sống với bà mẹ già, là mẹ của A Thung. Mẹ A Thung lúc này đang bị một căn bệnh lạ hành hạ, khiến người bà cứ nóng rang, mê man, đau bụng và tiêu chảy mãi không ngừng. Tháng này, tên bá hộ lại kiếm cớ giảm hết một nửa tiền công của Hơ Rim, khiến hai vợ chồng rơi vào cảnh túng quẫn. Tiền mời thầy Lan cho mẹ chữa bệnh không đủ. Đã hai ngày rồi, cả nhà chẳng còn gì để ăn. Khốn khổ tột cùng quá. Hơ Rim trong lúc làm người hầu cho nhà địa chủ đã lấy một chiếc vòng ngọc thạch bỏ vào tay áo và xảy ra cớ sự như vậy. A Thung buồn bã, nhìn vợ nằm trên tấm chiếu. Em cảm thấy sao rồi? Để anh đi mời thầy Lan. Hơ Rim mắt buồn bã nhìn chồng rồi nói: Không có tiền, ông ta không chịu qua đâu. Bệnh của mẹ trị hoài còn chưa hết. A Thung liếc nhìn đôi chân ốm yếu đen đuốc của vợ, đang sưng lên đỏ âu, máu rỉ ra ngoài da mà lo âu, khẽ muốn khóc. Hơ Rim ơi, A Thung ơi, hai vợ chồng bay có đó không? Nghe tiếng bà Dê, cái bà nhiều chuyện nhất trong làng gọi, A Thung đáp lời cho có. Đoạn bà ta hỏi: Con vợ mày bị làm sao? Tao nghe người ta kể vợ mày ăn cắp tiền ông Xiền hả? A Thung câu mày, anh thừa biết mụ này không có tốt đẹp gì. Chuyện xấu, chuyện không tốt thì thêm mắm dặm muối rồi đi rêu rao khắp buôn làng. Chuyện trong làng ngoài ngõ, chuyện gì bà ta cũng biết, cũng nhúng mỏ vào. A Thung chưa biết nói gì thì bà ta đã oan oan cái miệng. Tao thấy mày mời ông thầy vàng trên chợ xã về coi sao. Mẹ mày á bị ma lai ám rồi đó. Người ta đồn khắp làng nhà mày có ma lai kia kìa. Bà nói gì vậy? A Thung bức xúc. Bà ta tặc lưỡi: Tao nói mày cũng hiểu mà. Mẹ mày không phải bị bệnh đâu, bị ma lai ám rồi đó. Kêu thầy về trị đi, không thì mẹ mày lây cho người trong làng nữa. A Thung run run. Sự tích về con ma lai rút ruột, người dân trong làng ai ai cũng biết. A Thung cũng nghĩ tới, nhưng không dám đối mặt. Nếu không trị hết, mẹ anh có thể chết. Dạo này, người dân trong làng thấy anh cũng né tránh, vì họ sợ nhà anh bị ma lai ám. Ai cũng sợ mang họa lây. Bà Dê về rồi, Hơ Rim mới nói: Mình bán con gà, lấy vài đồng về mời thầy vàng đi anh. Nhà còn mỗi con gà đẻ trứng, bán hết rồi làm sao mà... Ông thầy vàng trên chợ xã được đồn thổi là người cao tay ấn. Ở xứ Tây Nguyên này, ông ta đã từng diệt trừ ma, giải bùa chú cho rất nhiều người. A Thung thở dài, anh vẫn phân vân. Thôi thì vẫn để tạm vậy. Sáng mai, anh lại vào rừng hái lá thuốc cho mẹ và cho cả vợ anh nữa. Ánh sáng dần buông xuống nơi bản làng Chư Prong, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ. Buôn làng chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng rừng thở
và âm thanh lạo xạo của thú đêm đi kiếm ăn. A Thông ôm vợ, dỗ về vợ chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, buổi sáng bình minh trên đại ngàn, A Nhất hôn nhẹ lên má Hơ Mơ. A Nhất là bạn của A Thung, anh và vợ sống cách biệt với buôn làng một chút. A Nhất có căn nhà sàn trong rừng và sống yên tĩnh chỉ có hai vợ chồng. Đối với anh, núi rừng của đại ngàn là nhà, là tổ tiên. Anh chào tạm biệt vợ, rồi sáng áo khoác, cuốc bộ trên con đường quen thuộc để lên rẫy. Cái xe lạnh của buổi sớm bình minh, giọt sương đọng trên những tán lá, đôi chân trần của người con núi rừng bước đi trên đất đỏ. A Nhất hít một hơi bầu không khí trong lành của đại ngàn, lòng ngập tràn sức sống. Anh đi 10 phút hết con đường rừng, đi ngang qua nhà A Thông, anh gọi to. A Thông ơi, lên rẫy! A Thông từ sáng sớm đã lên rừng đi hái lá thuốc, anh phải tranh thủ để về còn kịp ra rẫy làm cho ông sườn. Đoạn A Nhất và A Thông gặp nhau rồi cùng sánh vai. A Thông buồn bã kể cho Nhất nghe mọi chuyện. Từ lúc nghe phong phanh về căn bệnh lạ của mẹ A Thông, mọi người trong làng đều đã đồn thổi về con ma lai. Một ngày làm việc nhàm chán lại trôi qua. Xong xuôi công việc, A Thông đánh liều tìm đến nhà ông Sườn để xin ứng trước tiền công. Ông Sườn đang ngồi uống trà trên cái ghế lót lụa vàng óng ánh. Nghe A Thông trình bày, hắn ta nhếch miệng cười rồi đưa tay bưng chén trà nóng thổi thổi, xem chừng thảnh thơi lắm. Đoạn ông ta nhìn A Thông rồi nói. Ta cho người ứng tiền được. A Thông nghe tới đó, dập đầu vái lại tới tấp. Tên bá hộ nhấp ngụm trà rồi nói tiếp, giọng thâm hiểm. Nhưng người để lại hai cánh tay nhé. A Thông sợ hãi. Ý ông ta là anh để lại hai cánh tay sao? Nói rồi, tên bá hộ cười khà khà. Sự đau khổ của người khác khiến ông ta cảm thấy khoái cảm hả hê. Ông ta cho người đánh A Thông một trận rồi đuổi ra khỏi phủ. Cơn mưa rừng buồn bã đổ xuống, bầu không khí ảm đạm. Mẹ A Thông nằm trên giường ho khục khạc. Đoạn bà khạc to rồi nôn ra một ề máu. A Thông sợ hãi, lo lắng nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người như thế nào? Bà mẹ còn chút ý thức phủi tay như không có gì. Một mùi hôi thối bốc lên ở phần thân dưới của bà. Bà đã không tự chủ được, lại phóng uế trong vô thức. Con ma lai nó đang ăn ruột của bà chăng? Anh nghĩ thầm trong bụng. Hơ Rim nhìn chồng, lấy tay xoa xoa lưng anh. Đôi chân cô nhờ đắp lá thuốc đã đỡ sưng đau phần nào có thể di chuyển được. Nhìn mẹ chồng ngày càng yếu, cơ thể chỉ còn da bọc xương, cô xót xa lắm. Trong cơn mưa tầm tã, A Thông quyết định tìm đến nhà địa chủ một lần nữa. Đoạn A Thông ướt đẫm, người run run, tay chắp lại xin địa chủ. Bẩm ông, cho con vay 100 đồng, con mời thầy về trị bệnh cho mẹ. Tên sườn ấy nhìn thấy A Thông, mặt ông ta tỏ vẻ ngao ngán, thầm nghĩ. Thằng này lì thế nhỉ? Hắn không buồn trả lời A Thông. Trong mắt hắn, A Thông chỉ là tên dân đen dơ giấy lì lợm. Nhưng thói đời của kẻ giàu có thì hách dịch. Hắn lại thích nhìn A Thông gian sinh mình. Cảm giác được tôn thờ và là bề trên của chúng nó, hắn ta cảm thấy khoan khoái lắm. Ta đã nói người để lại cái tay đi, rồi ta cho vay tiền. Người không chịu thì làm sao ta đưa tiền? Lại bảo ta ác sao? Con xin ông tha cho con. Trị bệnh cho mẹ xong, con làm trâu làm ngựa trả tiền lại cho ông. Lúc này, mụ vợ lão sườn đi vào. Mụ ta ngồi xuống bên cái ghế lót lụa còn lại, rồi khẽ nói với chồng. Thôi nào, ông cứ từ từ, mình cho nó mượn. Nếu nó không trả được, bác nó và con Hơ Rim làm không công cho mình cả đời. Mụ dừng lại một chút cho chồng suy nghĩ, rồi nói thêm. Có người hầu hạ mà không phải trả đồng nào ông à. Lúc này, tên bá hộ mới gật gù. Hắn khen vợ mình hay, rồi nói. Nhưng mà
lỡ nó bỏ trốn không làm thì sao bà? Ai dù, ông á phải lão chồng tôi không vậy? Bình thường á ông ác lắm mà, nó không chịu làm ấy à, thì mình sai người chặt tay chặt chân nó mấy hồi. Lúc này, lão ta lại gật gù khen vợ giỏi tiếp. Bà giỏi. Sau khi bàn bạc xong, lão ta với mụ vợ quắt mắt nhìn A Thung đang quỳ dưới sàn. Lão ta ra điều kiện, nếu tới hẹn mà A Thung không trả được tiền, thì cứ thế anh và vợ phải về làm không công hầu hạ hai vợ chồng hắn cả đời, xem như là bán mạng cho ông ta. Vì còn mẹ già cần phải báo hiếu, A Thung nuốt nước mắt vào trong, gật đầu đồng ý. Tên Sường cho người mài mực để ông ta viết bản cam kết đồng ý bán mạng. Bác A Thung lấy dấu tay ký vào. A Thung không biết chữ, bị kêu làm gì thì làm nấy. Xong xuôi đâu đấy, lão với mụ vợ mới phát cho A Thung 100 đồng về lo công sự. 100 đồng bây giờ đối với vợ chồng A Thung là rất quý. Tối hôm đó, không để chần chừ thêm nữa, anh lên thẳng chợ xã để tìm gặp ông thầy Vàng. Ông thầy Vàng người còm còm, có chùm râu dài ngay cằm. Ông ta đang ung dung ngồi ngoài sân ngắm trăng và thưởng trà. Ông ta lấy tay vuốt chùm râu bạc trắng của mình, coi bộ cũng điệu nghệ lắm. A Thung gặp được ông ta, kể lại căn bệnh của mẹ mình. Ông thầy gật gù, ra vẻ như am hiểu những điều A Thung tả. Rồi ông ta nói, E là mẹ người đã bị con ma lai ám rồi đấy. A Thung tiếp lời, dạ, xin thầy qua cứu giúp nhà con, cứu mẹ con. Ông ta chặt lưỡi, ra chiều đâm chiêu lắm. Chuyện nghiêm trọng như vậy, ta e là mẹ ngươi đã bị ám nặng lắm rồi, khó cứu, khó cứu. A Thung khẩn khoản cầu xin. Xin thầy giúp cho, con gửi thầy 100 đồng tiền cúng lễ. Nghe A Thung nói vậy, ông ta giật giật chân mày, coi bộ khoái mà còn giả bộ. Ai, chuyện là, ý ta không phải là tiền bạc gì, nhưng mà mẹ ngươi bị yểm nặng vậy, muốn phá giải tốn hao công lực của ta lắm. A Thung hiểu ý. Thầy giúp con, còn có gà mái trong nhà, con xin biếu thầy. Rồi rồi, đi liền trong tối, không lạ con ma lai á, nó ăn hết ruột mẹ ngươi. Nói rồi, ông thầy quay vào nhà lấy bộ đồ nghề, rồi hai người lên đường quay về làng. Đi hết đoạn đường núi, ông thầy Vàng được A Thung dắt vào một ngôi làng nhỏ. Thay thầy trừ tà đến, ai ai trong bản cũng ngơ ngác nhìn theo. Bà Dê nhiều chuyện nhất làng, mới đây đã xuất hiện, còn đi khắp đầu trên sóng dưới, kêu mọi người ra xem thầy trừ ma lai. Chuyện nhà người ta mà bà xông xáo nhiệt tình còn hơn nhà bà. Nghe lời kêu gọi ôm sòm của bà mà chẳng mấy chốc, dân làng đã bu đông trước nhà A Thung. Một bà thím nói, con ma lai này mà không diệt trừ nó sớm, có khi nó ăn hết cái làng này. Một bà khác hùa theo, đúng đúng, nó ám hết cái làng này đấy. Mọi người hiếu kỳ nhìn ông thầy Vàng thi triển phép thuật trừ yêu diệt ma. Ông thầy Vàng thấy người đến xem mình đông dậy, ông ta khoái trá tuyên bố làm gián. Bà con cứ yên tâm, trừ yêu diệt tà là thiên bẩm của ta. Ta là con của trời, được chư hầu ban cho tài phép. Nói đoạn, ông ta rút ra thanh kiếm trừ yêu. Bà con nhìn thấy thì tán dương hô hào. Họ tin sái cổ, vỗ tay răm rắp. Tên thầy bắt A Thung đem mẹ ra nằm dưới đất để hắn làm phép. A Thung cõng mẹ đang bị bệnh ra đặt nằm trên tấm chiếu. Mẹ anh bây giờ ốm yếu gầy còm, má hốt, hai hốc mắt đã hiện lên trên mặt. Lâu ngày không vệ sinh tắm rửa, mùi phân thối bốc lên. Tên thầy Vàng nhăn mặt bệt mũi. Hắn ta thấy vậy, nói, con ma lai nó ăn mẹ ngươi rồi, ăn muốn hết. Hên cho người tìm được một người cao tay phép như ta. Ta sẽ thi triển tài phép, đánh chết con ma đang ám trên mẹ ngươi. A Thung và Hơ Rim chắp tay vái lại, dân làng trố mắt nhìn. Ông ta bắt đầu thi triển phép thuật. Ông cầm chai nước uống một ngụm, thứ nước mà ông ta tuyên bố là nước thánh, rồi phun vào thanh kiếm đang cầm trên tay, rút trong người ra một lá bùa dán vào trán mẹ của A Thung.
rồi hai tay ông ta chắp lại, cầm thanh kiếm hướng lên trời, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lầm bầm câu chú thần. Đoạn ông ta trợn mắt lên như đã được trời ban phép, rồi ra tay, dùng kiếm chém khắp căn nhà, múa may xung quanh mẹ của A Thung. Vừa múa, hắn vừa hét. Cô Ma Lai, mau hiện nguyên hình, mau xuất hiện cho ta. Mahakaru Nadahani, Mahakaru Nadahani, Mahakaru Nadahani. Ông ta làm phép được 10 phút thì dừng lại và nói là con Ma Lai rất cứng đầu khó trị nên ông ta sẽ thi triển phép thuật cao hơn. Rồi ông ta lấy thêm vài lá bùa dán khắp người mẹ A Thung, lấy cả bột trầm hương rải xung quanh và lại ngậm nước thánh phun vào người mẹ của A Thung. Lần này, ông thầy không dùng đến thánh kiếm mà lấy ra một cái chuông gọi là chuông bát ma. Ông ta vừa lát vừa đọc chú, mẹ A Thung đang nằm, hít phải bột trầm hương, bà ho lên sặc sụa. Rồi bà lại phóng uế ra một bãi, khiến mùi hôi thối thanh nồng bay khắp phòng. Thay có động tĩnh, tên thầy cúng giả bộ thu chuông, dần buổi lễ làm phép. Xong rồi đấy, mẹ ngươi đã tỉnh lại rồi, con Ma Lai đã bị ta bắt diệt trừ rồi. Ông ta vuốt chòm râu bạc rồi quay qua người trong làng để quảng cáo thêm cho bản thân. Con Ma Lai này đã được ta đánh đuổi đi rồi, nó có thể quay trở lại để trả thù dân làng. Hôm nay ta đã sử dụng hết công lực tu luyện. Nói đoạn, ông ta dè chừng, ra vẻ đang tổn hao công lực. Dân làng muốn an toàn thì phải giúp ta bồi bổ lại công lực để ta tiếp tục làm phép diệt yêu. Bà Dê trong đám đông nãy giờ đứng trố mắt nhìn với vẻ thán phục. Bà ta nhìn không chớp cả mắt, lại mồm nhanh hơn não, đã lanh chanh la lên. Đúng, thầy vàng là con trời, thầy làm phép hay quá. Đám đông nghe tung hô cũng hồ theo ca thán. Để cho dân làng được yên ổn thì cả làng phải tặng phẩm vật cho ông ta, rồi mới làm tới nơi tới chốn giết con Ma Lai. Mọi câu đã thả xong, ông thầy cười khoái trá trong lòng. Ông ta đứng chắp tay ra sau, lại vuốt tiếp chồn râu dê của mình, ra vẻ đắc ý. Đang liếc mắt nhìn hết một lượt đám đông thì cặp mắt tinh như cú võ của ông dừng lại trên khuôn mặt của một cô gái. Hơ mơ đứng lẫn trong đám đông, cô như mọi người cũng tò mò nhìn thầy vàng đứng trừ tà. Nhưng có ai đâu ngờ khuôn mặt xinh đẹp cùng làn da trắng nổi bật giữa đám đông lại khiến ông thầy vàng chú ý đến cô. Hơ mơ đẹp hơn cả thảy các cô gái khác trong làng, khuôn mặt thoáng nét ngây thơ hút hồn một lão già dê 60 tuổi như ông ta. Lão thầy vàng này tuy không phải là đạo pháp cao siêu thật sự, nhưng suy cho cùng ở cái tuổi lục tuần, gân cốt vẫn còn bền bỉ lắm. Chẳng có gì làm lạ vì sau mỗi buổi lễ trừ tà, ông ta lại bảo dân làng bồi dưỡng. Đồ ông ta ăn nào là nhung hươu, thịt nai rừng, heo rừng, rồi lại thêm các vị thuốc bổ dương cường thận như hoàng tinh, đương quy, cẩu kỳ tử. Ông ta thích hưởng thụ và sung sức khi gặp các cô gái. Thời bấy giờ, thầy trừ tà như là vị cứu tinh của người dân. Họ sợ hãi trước các loại ma quỷ bùa yêu, những thứ tâm linh nguy hiểm có thể khiến họ mất mạng. Họ tôn sùng ông thầy Mo, thầy Pháp. Hơ mơ cảm thấy được ánh nhìn không mấy đàng hoàng của tên thầy vàng, cô lùi lại lẫn mặt vào đám đông, rồi kéo tay A Nhất rời khỏi nơi đó. Trong bóng tối của núi ngàn Tây Nguyên, bóng dáng A Nhất và Hơ mơ dần dần biến mất, lánh xa đám đông hỗn loạn. Qua buổi sáng ngày hôm sau, mẹ của A Thung vẫn không qua khỏi. Bà mất trong tình trạng trương phình bụng dưới, khắp người dính phân và nước tiểu bốc mùi hôi thối, cặp mắt trợn ngược lên trên. Hơ Rim sáng vào thăm mẹ già thì phát hiện ra, nhìn thấy bà đã thành cái xác cứng đờ, cô hoảng hốt la lên, khiến mọi người chung quanh đó đều tò mò chạy đến bu đông bu đỏ. Vậy là nhà A Thung có tang. Chuyện mẹ anh bị Ma Lai ăn lan khắp xóm, mấy bà thím đứng luyên thuyên. Bà biết gì chưa? Mẹ thằng A Thung á bị Ma Lai ăn ruột đến chết rồi. Sao ghê vậy?
sao ông thầy vàng làm lễ trừ ma rồi mà. Bởi vậy mới nói. Nè nè, vợ con ma lai nó lảng vảng trong làng mình đó. Ông thầy vàng đứng sau lưng từ lúc nào, ông ta hắng giọng. Mọi người thấy ông ta thì đứng tản ra cho ông ta đi qua. Đoạn ông ta nói với A Thông: Anh mời ta về muộn quá, nó bắt hồn mẹ anh đi lâu rồi, cứu chữa không kịp. Hai vợ chồng lúc bấy giờ ôm nhau mà khóc. A Thông thất hồn vía, tưởng đâu cứu được mẹ mình rồi, ai ngờ Ma Lai vẫn bắt mẹ đi. Anh tự trách mình không tìm đến thầy vàng sớm hơn. Ông thầy vàng bảo anh đem xác mẹ vào rừng chôn, rồi ông ta sẽ làm bùa yểm lại để ngăn dịch bệnh, ngải yêu từ xác thối phân hủy của mẹ A Thung. Anh đau lòng, mẹ đã chết rồi còn bị xa lánh. Người làng thì hùa theo ông thầy vàng, mụ dê lại trộn rộn lên tiếng: Không cách ly mẹ anh ra, anh muốn bùa yêu của con ma lai từ người mẹ anh lây ra sao? Dưới áp lực của dân làng, hai vợ chồng A Thung đành chôn cất mẹ xa trong rừng. Một ngôi mộ đơn sơ được ông thầy vàng dán bùa và làm lễ phong ấn. Người chết thì cũng chết rồi, ma lai thì còn lãng giảng trong làng, mà tiền thì ông thầy vàng vẫn lấy và bỏ túi. Ông ta còn được trả cả con gà mái cuối cùng của vợ chồng A Thung. Sau ngày mẹ mất, bầu không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà của A Thung. Mẹ mất, nợ ông phú hộ thì còn đó, nhà hết tiền, ngay cả mộ của mẹ cũng sơ sài. Vừa chôn mẹ được hai ngày, mụ địa chủ đã cùng người làm của bà ta ghé đến nhà A Thung. Hai vợ chồng chúng mày có tiền để trả bà chưa? Vừa nói, mụ ta vừa hất mặt lên trời hóng hách. A Thung và vợ chắp tay gian xin mụ cho khất thêm vài ngày. Mụ ta đồng ý, nhưng lại ngứa mát để mấy tên đàn em đánh A Thung một trận. Đánh cho các người chưa? Này là ta cảnh cáo, các người liễu hôn. Mụ ta vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào A Thung và vợ. Tiếng đấm đá túi bụi, A Thung ngồi thụp dưới đất, chỉ biên lấy hai tay đỡ từng đợt đòn. Dân làng bu lại xem hai vợ chồng bị lăng mạ. Chẳng ai dám giúp vì sợ bị liên lụy, sợ vợ chồng địa chủ ghét lấy mình. Mọi người xung quanh xì xầm. Cái nhà cậu A Thung này tới hạn đen đuổi rồi, hết bị con ma lai rồi giờ bị siết nợ nữa. Một người khác trả lời: Tội nghiệp, vợ chồng tên địa chủ này có tốt đẹp gì cho cam. Bà bé bé cái mồm thôi, để mụ ta nghe được hỏa rứt vào thân. Đánh người đã đời, mụ địa chủ mới rời đi. Dân làng cũng từ từ tản đi hết, bỏ lại A Thung với vợ ngồi dưới đất ôm nhau than thân trách phận. Tối đó, A Thung chợt nhớ đến một người bạn. Trong đêm tối, anh đi vào con đường rừng. Gió lùa rào rẹt, tiếng dế kêu râm ran, xung quanh cây rừng bao phủ. Giữa rừng trong bóng tối, có một căn nhà nằm trơ trọi. Lúc này, trong căn nhà sàn đơn sơ, A Nhất và vợ đang ngồi ăn cơm. Nghe tiếng động, A Nhất cảnh giác. Anh cẩn thận cầm lên con dao, bước về chừng ra trước sân kiểm tra. Nhất ơi! A Thung kêu lên giọng khẩn cầu. Lúc này nghe giọng nói quen thuộc, Nhất mới buông cảnh giác. A Thung, anh làm gì ở đây giờ này? Tôi... A Thung dở òa. Đoạn A Nhất bảo A Thung vào nhà đá. A Thung ngồi xuống lấy lại bình tĩnh, kể mọi chuyện cho vợ chồng Nhất nghe. Và nếu bây giờ không trả được nợ, thì hai vợ chồng A Thung trở thành tài sản sở hữu của vợ chồng địa chủ. Bọn chúng thì độc ác thế nào, dân làng ai cũng đều biết. Không biết A Thung và vợ có còn mạng sau này không. A Thung mắt đỏ hoe. A Nhất với Hơ Mơ cũng chẳng giàu có gì hơn vợ chồng A Thung, cũng là nông dân làm thuê cho nhà địa chủ. Nhất nhìn bạn khổ sở tiều tụy, chuyện gia đình A Thung mấy nay trong làng xì xào bàn tán. Vợ chồng Nhất làm sao mà không biết. Nhất thở dài quay qua nhìn vợ. Hơ Mơ hiểu anh muốn nói gì. Hơ Mơ khẽ gật đầu, rồi cô đi vào trong gian nhà ngủ của hai vợ chồng, lấy ra 100 đồng, cất giữ trong chiếc chung nhỏ được giấu dưới gầm giường. Đoạn Hơ Mơ quay lại, thay chồng đưa 100 đồng cho A Thung. A Thung run run cầm lấy tiền, anh cảm ơn bạn rối rít. Nhất bảo bạn cầm tiền về đi,
vợ chồng anh bao năm tích góp dành dụm được cũng là thân phận sinh ra đã nghèo khó cơ cực, nên anh đồng cảm với vợ chồng A Thung. Vợ chồng Nhất tiễn bạn, đứng nhìn dáng A Thung đi về làng trên con đường mòn, thầm nghĩ: trên đời có mấy ai không trải qua được đau khổ mà hiểu được nỗi đau của người khác. A Thung đem theo tiền trở về, chờ đến sáng trả cho nhà địa chủ sườn. Sau khi A Thung trả tiền cho bá hộ sườn, những tưởng mọi chuyện vậy là xong. Nào ngờ, vợ chồng địa chủ sườn trơ tráo. Bọn chúng lờ đi việc đã nhận lại tiền, và lúc nhận tiền cũng không xé giấy trước mặt A Thung. A Thung thì lại không rành mấy vụ giấy tờ này, thành ra đã trả mà như không trả. Không một ai chứng kiến cảnh lúc A Thung trả nợ. Mụ sườn kéo người đến nhà A Thung đe dọa, lấy lý do A Thung chưa trả nợ để bắt vợ chồng A Thung thành nô lệ cho bọn chúng. Mấy tên tay sai của mụ sườn đánh tới tấp vào hai vợ chồng. Hơ Rim nhìn thấy chồng mình bị đánh, thương chồng, cô khóc. Cô lao đến đẩy những tên đang đánh chồng mình ra, nhưng sức đàn bà so với bọn chúng chẳng là gì. Hơ Rim bị một tên trong đám tát vào mặt, rồi bọn chúng bắt đầu vây lấy cô. A Thung dùng lên lao đến ôm vợ vào lòng, che chắn cho cô. Mụ sườn đứng đó, khuôn mặt mụ ta như thể đang xem một vở kịch hay. Thấy xung quanh người làng đã đến xem, mụ ta cất tiếng đính chính: bọn chúng mày á mượn nợ quỵt tiền. Mụ ta lấy ra chiếc giấy nợ đã được lan dấu tay của A Thung giơ lên cao. Dân làng bắt đầu rì rầm. Hơ Rim gào lên: vợ chồng ta đã trả cho mụ 100 đồng rồi, mụ đừng vu oan giáo họa. Trời xanh có mát, ác có ngày á hai vợ chồng chúng mày phải trả giá. Hơ Rim bằng giọng đanh thép chỉ thẳng vào mặt mụ sườn mà chửi. Mụ ta tức tối: nay con này mày ghen, người đâu đánh vào mặt nó cho ta. Hơ Rim ăn ngay cái tát trời giáng, mặt cô ứa máu. Không dừng lại ở đó, trận đòn vẫn tiếp tục. Cuối cùng mụ ta phán: ngày mai chúng mày liệu hồn á thì đến nhà ta làm nô lệ, không thì chỉ có con đường chết. Nói rồi mụ và đám đàn em rời đi. Hai vợ chồng A Thung người dính đầy máu, bị đánh bầm dập chẳng còn đứng dậy nổi. Anh lết lết người lại gần vợ, ôm lấy cô vào lòng. Người dân làng ấy vậy mà chẳng ai lại gần giúp đỡ. Chính cái nghèo cái đói đã xây nên bản tính hèn nhát khuất phục trước uy quyền. Chính nghĩa có thật sự còn tồn tại trên cõi đời này hay không? Hay nó đứng dưới quyền lực của đồng tiền, sự thật mất đi giá trị vốn có của nó? Chẳng ai dám nói lên, đứng lên bên vực cho lẽ phải. Cơn mưa rừng lác đác rơi xuống, làm nên một màu buồn man mác. Người dân trong làng cúi mặt lảng tránh, lẳng lặng rời đi. Có lẽ họ cũng chạnh lòng cho số phận của hai vợ chồng, nhưng chẳng dám giúp. Dưới cơn mưa của mẹ rừng, A Thung và Hơ Rim đau đớn nằm dưới đất, ôm nhau, tự dỗ về cho người mình thương. Chẳng ai có thể giúp đỡ cho vợ chồng anh nữa rồi. Mụ địa chủ và đám người hầu lúc này đang trên đường quay về nhà. Mụ ta đau bụng muốn phóng uế. Con hầu thân cận lanh chanh xúi mụ ta đi bên trong cái lùm cỏ để nó với mấy đứa khác đứng canh chừng. Mụ ta tìm một đám cỏ ổn nhất rồi chui vô đó hành sự. Lung đang gần xong thì trời kéo mây đen, giông gió nổi lên. Con hầu la: mưa, trời mưa bà ơi! Làm mụ ta ráng đi cho lẹ, kéo quần lên rời đi, không quên lấy lá cây che lại chỗ cái bãi để tránh ma lai ám. Rồi mụ với đám người hầu hối hả chạy tránh mưa. Trời đêm giữa khu rừng, sương đêm phủ xuống lạnh lẽo. Một cái bóng bay lơ lửng, cái đầu xinh đẹp cùng mái tóc đen dài xõa ra. Nhưng hỡi ôi, phần từ cổ trở xuống chỉ có nội tạng, bao gồm tim, gan, dạ dày và phần ruột lòng thòng. Nó là một con ma lai. Con ma lai ngọ nguậy quẩy quẩy cái đầu để chỉnh cho phần tóc của nó che phủ nội tạng, và phần nội tạng này lại phát ra thứ ánh sáng lờ mờ. Nó bay lạ lạ thế nào lại bay đến phần mộ của mẹ A Thung. Lúc bấy giờ A Thung vì buồn bã u uất đã đến nằm bên cạnh mộ mẹ. Anh nằm đó trong màn sương đêm lạnh lẽo, khóc cạn nước mắt, bộ dạng thảm thương thê lương, thể xác mệt mỏi.
anh phẫn uất cho số đời nghiệt ngã của mình. Chẳng có ai để dựa dẫm, chỉ có người mẹ đã mất là nơi nương tựa mà thôi. Chuyện sống chết với anh bây giờ có lẽ chẳng còn quan trọng nữa. Con ma lai bay từ từ đến A Thôn. Lúc này A Thôn đã kiệt sức mà ngất xỉu. Anh chẳng còn cảm nhận được có một con ma đang đứng sau lưng. Nó nghiêng đầu quan sát A Thôn, rồi nó bay đi đâu đó. Ba ngày sau, tin mụ địa chủ sườn mắc căn bệnh lạ đã lan đi khắp vùng. Mụ ta tiêu chảy, ói mửa liên tục, cơ thể cũng phát ra mùi hôi thối kỳ lạ như mùi hôi của thịt người chết đang phân hủy. Ông sườn đã mời các vị thầy lang về trị cho mụ vợ, nhưng không đỡ. Cuối cùng, nghi ngờ do ma lai, vị con hầu kể lại. Bẩm ông, lúc về bà có đau bụng đi ngoài ở bụi chuối, hay là ma lai, no. Vì những thứ phóng uế chính là thứ mà con ma lai rất thích. Vậy là ông thầy mo giàn lại được dịp kiếm tiền tiếp. Lần này, gia chủ là một nhà giàu có, khiến ông ta không khỏi cảm thán trong lòng. Để xem, ta sẽ dùng tài gì để moi tiền của các ngươi. Lão ranh ma lập các kế hoạch, rồi cũng như lần trước, lão ta lại lập giàn trừ yêu đuổi tà. Buổi lễ trừ tà của thầy mo giàn lại được cái loa di động của làng là bà Dê đi rao khắp nơi. Ông giàn bảo ông địa chủ sườn mở cửa để đám dân đen vào xem, cho biết được tài phép của ông ta cao siêu thế nào. Hôm đó đúng giờ ngọ 12 giờ trưa, người ta kéo đến nhà ông địa chủ coi trừ tà. Một cái bàn cúng được bày ra giữa sân, rồi mụ địa chủ được đám gia nhân ẵm ra cho nằm trên cái chiếu. Lão thầy mo giàn xuất hiện, hô hào tự phong là con thần con thánh. Thiên linh linh, địa linh linh, giờ linh đã điểm. Lão ta vừa cầm cái chuông vừa lắc len keng len keng. Này ta dùng tiên khí của mình để triệu hồi các hộ pháp về đây tiêu diệt tà ma cho ta. Thiên linh linh, địa linh linh, mau hiển linh cho ta. Ông ta ngậm một ngụm nước, rồi phun vào ba cây đèn cầy to lớn đang thắp. Nước bạc làm lửa đèn cầy thổi lên rồi dục tắt. Khói nhang bay lên, ông ta rải một đống tro xung quanh, lên cả người mụ sườn đang nằm dưới chiếu. Cầm cây kiếm gỗ, rồi làm vài đường múa điệu nghệ. Hết dung bên phải, rồi lại dung bên trái. Rồi lại dán tà áo xoay một vòng 360 độ. Sau cú xoay đó, ông ta lấy đà ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay bắt ấn, miệng lầm rầm đọc chú. Một lúc rồi ông ta lại đổi tay bắt ấn. Bất thình lình, ông ta dán một chưởng vào ngực bà mụ sườn, khiến mụ ta bị sặc, bất ngờ ho sặc sụa. Mụ ta đau ngực nằm quằn quại. Lúc này, tên thầy mo cất giọng ra lệnh. Con ma lai kia, người đã biết tội của người chưa? Mau nhận lấy hình phạt của ta. Ông ta lại nhặt thanh kiếm trên đất, vừa phun nước thánh vào kiếm, vừa cầm kiếm chém lung tung vào không khí. Người dân xung quanh xì xầm. Ê, ma đấy, thầy đang chém nó đấy. Một người khác kêu lên. Tôi có thấy cái gì đâu. Người kia đáp. Ôi giời, bà có mắt thần đâu mà thấy. Thầy Giàng là con của thần linh, thầy mới có mắt nhìn ma chứ. Chém được một hồi, tên thầy Giàng dừng lại, thắp lại nén hương, rồi lấy bùa dán lên người mụ sườn. Ông ta dõng dạc tuyên bố, con ma lai đã bị đuổi chạy mất dép. Mọi người xung quanh vỗ tay khen lấy khen để, khiến hắn ta phỏng hết cả mũi. Đoạn ông ta ra hiệu cho đám gia nhân đem mụ sườn vô nhà lại. Tên sườn lon ton chạy ra hỏi. À, thưa ông, vậy là... Tên thầy Giàng nghiêm giọng trả lời. Xong rồi, ông có thể yên tâm, con ma lai đã bị ta diệt rồi. Tên sườn thở phào nhẹ nhõm. Ông thầy Giàng không quên tằng hắn giọng, nói ẩn ý chuyện quà cáp tạ lễ cho ông ta. Tên địa chủ nào giờ quá quen với việc này, hắn cũng nhanh tay lẹ mắt, cho người mang tiền và quà lễ tạ ơn. Một ngày làm ăn bội thu, tên thầy cúng nhìn túi tiền và quà lễ,
Hắn ta gật gù, đoạn đưa tay vuốt vuốt chòm râu dê của mình. Rời khỏi nhà tên địa chủ, ông thầy cúng đi ngang qua làng, ai nấy nhìn thấy đều cung kính chào. Đợi ông ta đi xa làng được một đoạn rồi, mụ dê mới từ lùm cây nhảy ra, làm tên thầy giật mình. Hết hồn mà, con mụ này muốn làm ta thòng tim chết. Mụ dê cười hề hề. Ê, sao rồi, cơm canh cá ngọt chứ thầy? Thầy cho em xin tiền công mồi chài khuấy đảo xóm giềng, rêu rao tên tuổi giùm thầy đi chứ. Ông thầy cúng quát mắt nhìn mụ ta, người gì á vừa to béo, mặt mũi trông lại lương hí, lại thêm quả miệng tổ chảng như cái bô. Thảo nào á mụ ế đến bây giờ. Nhưng công trạng thì rõ ràng, có mụ ta rêu rao, lão mới dễ bề làm ăn kiếm chét. Lão ta phải chi tiền công cho mụ là đúng. Đoạn lão ta lấy ra 50 đồng cho mụ, chợt nhớ ra gì đó, lão thầy ra hiệu cho mụ lại gần, rồi hỏi về lai lịch của cô gái xinh đẹp mà lão đã nhìn trúng hôm làm lễ cho mẹ thằng A Thun. Chiều ngày hôm sau, ánh nắng chiều tà buông xuống bản làng nơi núi rừng. Trên con đường đất đỏ quen thuộc, bóng dáng A Thun với bộ đồ rách rưới siêu vẹo lê lết từng bước. Từ hôm mẹ mất, nợ nần túng thiếu, dân làng ghẻ lạnh. Giờ đây, vợ chồng A Thun cứ như bóng ma của cái làng này, leo lát sống qua ngày. Sở dĩ hai vợ chồng còn mạng mà sống, hay có thể nói là chưa bị vợ chồng lão địa chủ bắt đi, cũng là vì bà ta bị ma lai ám. Nào ngờ, tên thầy vàng lại đến trừ tà. Trong thâm tâm A Thun mong mụ ta chết đi. Loại độc ác như mụ, sống có khác gì ma quỷ hút máu người dân. Đang liêu xiêu với suy nghĩ trong đầu, Hơ Rim từ xa chạy tới. Cô chạy trông cũng mệt nhọc, mới mấy hôm mà hai vợ chồng còn cõi đi thấy rõ. Vừa tới gần chồng, Hơ Rim đã gấp gáp nói. Anh, con mụ sườn chết rồi. Vừa thở gấp, Hơ Rim vừa nói. Hai mắt A Thun sáng trưng như không tin vào tai mình. Anh hỏi lại. Em nói gì? Hơ Rim lúc này cũng bình tĩnh trả lời. Con mụ sườn chết rồi, mới chết. Người trong làng phao tin quá trời, họ đang chạy qua xem đó. Dứt câu nói, Hơ Rim hít thở không khí. A Thun không tin vào tai mình. Hai người đang đứng thì một nhóm 4-5 người làng chạy qua. Hơ Rim buộc miệng. Đó, chạy qua nhà ông ta xem đó. Nói rồi, A Thun và Hơ Rim cũng hòa vào đám người đi xem rõ thực hư tình hình. Lúc bấy giờ, tại nhà lão địa chủ, người dân đứng ngóng chợt nước. Tên thầy Mo đã ở đó từ lúc nào. Nhìn trong đám người có hơ mơ, ông ta nghiến hàm răng cười ranh mảnh, chòm râu khẽ động đậy theo nụ cười tà ác. Tên thầy Mo vàng sớm đã nghĩ ra một kế hoạch tà ác. Sự tà dâm muốn chiếm đoạt hơ mơ đã thôi thúc hắn ta bằng mọi cách để có được hơ mơ. Sau những cái chết đã xảy ra gần đây, thị phi và những lời đồn về ma lai khiến trưởng làng cũng phải vào cuộc. Lần này, ông cũng xuất hiện tại nhà địa chủ. Ba người đàn ông gồm trưởng làng, thầy Mo và ông Sườn nhìn cái xác trương phình trước mặt. Phần dưới dính đồ phóng uế hôi thối, trưởng làng lấy tay bịt mũi ngăn mùi hôi thối lại. Ông địa chủ chất vấn thầy vàng, tại sao mụ vợ ông vẫn chết? Chẳng phải lão thầy vàng đã đánh chết cô ma lai rồi sao? Trưởng làng gật gù, đồng ý với câu hỏi của tên sườn. Ông thầy vàng hắng giọng rồi trả lời. Cô ma lai đã bị ta tiêu diệt rồi. Theo những gì ta nhìn thấy được thì... Ông ta trầm ngâm, vuốt vuốt chòm râu, ra vẻ bí hiểm. Thì đây là do con gái của ma lai quay lại báo thù đấy. Đám đông phía dưới bắt đầu nhôn nhau. Trưởng làng với tên sườn ngạc nhiên nhìn nhau. Con của ma lai à? Trưởng làng hỏi lại. Đúng vậy. Tên thầy vàng ranh ma, hắn ta bắt đầu cao giọng khuấy đảo mọi người. Con ma lai đó nó đang ở đây, các người hãy nghe cho rõ. Dứt câu, hắn ta lấy tay chỉ thẳng vào mặt hơ mơ. Cô ngơ ngác. Cô ta chính là con của ma lai đấy, mau bắt lấy đi. Đoạn hắn hối thúc trưởng làng mau cho người bắt giữ hơ mơ lại, không để cô chạy thoát. Nếu muốn dân làng được bình yên về sau,
thì mau mau làm theo lời hắn nói. Trưởng làng suy xét tình hình rồi ngẫm nghĩ. Cứ bắt lại trước để xem thầy Mo giải thích chuyện này là như thế nào. Người thì sau này nếu không phải có thể thả ra sau. Trong lúc đó, tên địa chủ sườn nghe Ma Lai thì hắn sôi sục lắm. Hắn ta thúc giục trưởng làng mau làm theo lời thầy vàng. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Trưởng làng à, ông mau cho người nhốt con đó lại. Mạng của một con dân đen thì chả có gì đáng nói. Mạng người đối với ông ta chẳng là gì. Vị trưởng làng câu mày vì câu nói xem nhẹ mạng dân của tên địa chủ. Tên địa chủ vẫn tiếp tục hối thúc bắt Hơ Mơ đi. Vì trong thâm tâm hắn ta, một nỗi lo sợ bị chết như mụ vợ sớm đã nổi lên. Nhà giàu thì nhát gan, sợ chết vô cùng. Bắt con ả lại! Phải bắt con ả lại! Lúc bấy giờ, trưởng làng bèn bảo đám trai làng giữ lấy Hơ Mơ. Hơ Mơ ngơ ngác không hiểu gì, muốn dùng chạy mà không được. Ai nhất kế bên chưa kịp làm gì, chưa nói được gì thì vợ đã bị đám trai làng khóa tay lôi đi. Trưởng làng mới ngờ vực hỏi lại. Chuyện này... sao người biết Hơ Mơ là Ma Lai? Tên thầy vàng trơ tráo. Ông còn hỏi sao? Đương nhiên là do mắt thần của ta có thể phân biệt được người với ma. Hơn nữa, cô ta lại lôi kéo chồng sống ẩn nấp trong rừng, không chung sống cùng người làng thì phải có điều khuất tất. Bởi vì cô ta là ma. A Nhất phân trần. Không, vợ tôi không phải ma. Tên thầy vàng mắt long sòng sọc nhìn A Nhất. Người đã bị nó yểm cho mụ mị đầu óc. Nếu không muốn bị bắt chung thì cút đi cho khỏi mắt ta. Tên thầy vàng hăm dọa. Tên sườn ra sức hộ theo cho tên thầy. Trong mắt hắn, thầy vàng chính là vị cứu tinh. Ông ta phán gì hắn cũng ngoan ngoãn làm theo. Hơ Mơ bị bắt đi rồi, bắt giải đến một căn nhà mà tên thầy vàng bảo phải nhốt riêng để hắn ở đó làm chú. Chuyện hệ trọng không thể chậm trễ. Ông ta sẽ dùng pháp thuật cao cường nhất để diệt trừ tận gốc mối nguy hại cho làng. Chú thuật này rất nguy hiểm, không nên để nhiều người chứng kiến. Ông ta sẽ một mình ra tay với Hơ Mơ. Ông ta dặn mọi người, tối nay sẽ là một đêm nguy hiểm. Ma Lai có thể kêu gọi đồng bọn của nó quay lại báo thù dân làng. Nên mọi người ai nấy hãy ở yên đấy, tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Vị trưởng làng nghe đến đây đành bảo mọi người, tất cả tập trung ở nhà rông. Ông cảm giác làm vậy sẽ an toàn hơn để mọi người tách lẻ nhau ra. Các thanh niên trai tráng sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Vậy là kế hoạch đã đâu vào đấy, mọi chuyện cứ vậy mà làm. Quay mặt đi, trưởng làng lại vô tình nhìn thấy đôi mắt dâm tà của tên thầy liếc đến bộ ngực đầy đặn của Hơ Mơ. Ông suy nghĩ gì đó, rồi đám đông dần giải tán. Mọi sự chuyển biến bất ngờ, A Thông và vợ nhìn nhau, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Sao Hơ Mơ lại trở thành con Ma Lai được? Vậy cô ấy cũng là ma, hại chết mẹ A Thông sao? Hai vợ chồng A Thông lẳng lặng đi tìm A Nhất để an ủi bạn. A Nhất buồn bã gục mặt xuống, không biết giải bày như thế nào. A Thông thở dài, đoán có lẽ A Nhất đã bị yểm, hay là A Nhất đã quá mê đắm với vẻ đẹp của Hơ Mơ. Nhưng mà cũng phải thôi, Hơ Mơ là cô gái quá đẹp so với các cô gái khác trong làng. Làn da trắng của Hơ Mơ so với họ là một sự khác biệt mà ai cũng nghĩ có lẽ ông trời quá ưu ái cho cô. Vì sợ bị đám trai làng dòm ngó, A Nhất mới cùng Hơ Mơ xây một căn nhà sàn riêng biệt trong rừng, sống bình dị qua ngày. Có ai ngờ điều đó lại là cái cớ để lão già vàng nói Hơ Mơ chính là Ma Lai. Màn đêm dần buông xuống nơi cánh rừng hoang. Đêm nay là một đêm khó ngủ. Tại một căn nhà sàn khác, Hơ Mơ bị bắt trói chặt tay chân. Cô ngồi ở một góc khóc nức nở. Tên thầy vàng tiến đến từ từ. Ông ta lúc này mới bộc lộ mình là một con dê già vô liêm sỉ. Tên thầy lấy tay vuốt ve làn da trắng mịn của Hơ Mơ. Hắn bắt đầu nói những từ ngữ không đúng đắn. Hắn yêu cầu Hơ Mơ phục vụ cho mình. Đổi lại, hắn ta sẽ trừ tà cho cô và cho cô về lại với dân làng. Còn bằng không, nếu Hơ Mơ nghịch ý hắn, hắn ta sẽ đổ hết tội lỗi của con Ma Lai lên Hơ Mơ.
và để cho dân làng thiêu sống cô. Hơ mơ không đồng ý, hắn ta bất chấp sự kháng cự của cô mà vẫn lao đến cưỡng hôn Hơ mơ. Một cảm giác nhói lên, Hơ mơ cắn vào mặt tên thầy bùa thối tha. Đau đến rỉ máu, tên thầy tức giận tát vào mặt Hơ mơ một cái. Con quỷ cái này, mày không thoát được đâu, tao sẽ cho mày nếm mùi. Hơ mơ dùng dãy, nhưng miệng bị nhét khăn không la lên được. Người cứ la đi, không ai đến đâu. Bọn dân đen ngu ngốc đang núp trong nhà hết rồi. Đúng lúc đó, ở căn nhà rông chung của mọi người, A Thun đã lẻn ra ngoài một mình để xem thật hư sự tình thế nào. Anh cầm theo một con dao rồi thôi thúc trả thù cho mẹ. Nếu Hơ mơ thật sự là con ma lai góp phần hại chết mẹ anh, dù có phải liều mạng này, anh cũng không tha thứ cho cô. Bóng rừng giữa đêm tối âm u hoang vắng, A Thun bước đi cẩn trọng trong đêm. Anh lần mò đến căn nhà đang nhốt Hơ mơ, từ từ tiếp cận căn nhà rồi núp vào một góc đứng quan sát bên trong. Lúc bấy giờ trong căn nhà, tên thầy đang bắt đầu giở trò đồi bại. Hắn ta lột chiếc áo mỏng đang che cơ thể của Hơ mơ. Hơ mơ hai tay và chân bị trói, không làm gì được. Thấy được phần cơ thể sau lớp áo, hắn ta cất giọng cười dâm dê khoái trá. Ngoài trời, bóng trăng đã lên cao lắm rồi, tiếng dế kêu rào rẹt. A Thông nhìn thấy cớ sự đang xảy ra, không khỏi thảng thốt. Tên thầy này đang làm gì vậy? Khi mọi thứ tưởng chừng sẽ diễn ra theo như vậy, một cô gái trói chặt tay chân thì làm được gì? Đến lúc tưởng chừng không thể thay đổi được gì nữa, thì một sự lạnh lẽo lại kéo đến, bao trùm bầu không khí. Tiếng núi rừng cây cối, muôn thú im phăng phát. Cảm giác như đang nín thở chờ một điều gì. A Thông nổi da gà vì sự im lặng chết chóc này. Tên già biến thái đang hưng phấn, ôm ấp bộ ngực tuyệt trần. Cảm giác được có gì lạnh lạnh sống lưng. Hắn ta dừng lại, ngước mặt lên nhìn Hơ mơ. Thì hỡi ôi, cái cổ của cô gái xinh đẹp bây giờ dài ra thêm mấy phần, càng lúc càng dài thêm. Hơ mơ dương đôi mắt trắng giả, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn tên thầy chầm chầm. Quá sợ hãi, tên thầy vàng rên lên rồi ngã quỵ xuống, lết lết về phía sau. Hơ mơ dây cái cổ dài, nhe miệng cười, nụ cười đến tận mang tai. Cô cất giọng âm u. Người sợ rồi sao? Tên già khốn kiếp! Hắn ta run run đáp. Cô là ma lai, ma lai, cứu tôi với! Có lẽ hắn không thể ngờ Hơ mơ xinh đẹp thật sự là ma lai chứ không phải là người. Hai chân run rẩy, tên thầy mô dỗm dùng chạy khỏi đó. Nhưng làm gì dễ dàng như vậy? Trong một khoảnh khắc, cái đầu của Hơ mơ bước ra khỏi cơ thể. Từ cái cổ lôi theo phần nội tạng, gồm ruột, gan, dạ dày, bay tà tà đến thầy bùa. Thấy cái đầu bay lơ lửng trên không trung, tên thầy dâm dê sợ đái ra quần, kêu la sợ hãi. Con ma lai há to cái mồm, hít lấy một hơi. Chỉ thấy luồng không khí bị nó thu về, kéo theo đồ vật xung quanh rơi đổ bay tứ tung. Tên thầy mo không thấy đường mà chạy, đoạn hắn bị một lực vô hình kéo thụt lùi lại. Con ma lai dùng pháp lực của mình siết tên thầy bùa treo lơ lửng trên không. Nó lè cái lưỡi dài liếm vào khuôn mặt đang sợ hãi khóc thét của tên kia. Hắn ta vội vàng gian xin. Xin người tha cho ta, đừng ăn ruột gan ta, đừng. Con ma lai bỏ ngoài tai những lời như thế này, từ miệng những tên cặn bã nó đã nghe nhiều rồi. Đôi mắt âm tà bắt đầu man dại. Nó ngửi ngửi tên thầy như một thứ đồ ăn, rồi từ từ nhe hàm răng cắn vào cổ hắn ta, moi hết ruột gan tim phổi của ông ta ra, nhai một cách ngấu nghiến. Tên thầy mô dỗm chết trong đau đớn một cách từ từ. Ở phía bên này, trong căn nhà rông, nhìn bầu không khí u ám, tối tăm bao trùm ngoài kia, lại thoang thoảng nghe tiếng la hét kêu cứu. Dân làng dường như cảm nhận được một điều gì đó. Mọi người bắt đầu sợ hãi, cầu xin mẹ rừng, xin trời đất phù hộ che chở. Vị trưởng làng lo lắng cho vận mệnh của tộc mình. Ông chỉ biết nhắm nghiền mắt, cầu xin thần rừng lắng nghe lời khẩn cầu. A Thung đã chứng kiến hết sự việc trong kinh hãi.
Hơ Mơ là Ma Lai. Ma Lai thật, anh phải báo thù cho mẹ. Nhưng nhìn tên thầy chết trong kinh dị, anh cũng sợ hãi không dám bước ra. Trong nhà, con Ma Lai sau khi đánh chén no nê tên thầy Giàng, nó bay là lạ ra ngoài. A Thông cũng bắt đầu bỏ chạy. Anh lùi lại từng bước, đoạn quay mặt ra thì đã thấy con Ma Lai đứng sau lưng anh. A Thông giật mình hoảng sợ, ngồi thụp xuống đất. Con ma với cái đầu lòng thòng nhìn anh cười khoan khoái. Nó bay đến trước mặt A Thông. Sợ quá, A Thông hét lên cầu cứu thì bất ngờ bị một bàn tay bịt chặt miệng lại. Đừng hét. A Nhất đã theo sau A Thông từ lúc nào, sợ bạn đánh động người làng. Nhất vội vàng bịt miệng A Thông lại. Để A Thông bình tĩnh lại, A Nhất mới bắt đầu nói. Hơ Mơ là Ma Lai. A Thông chất vấn. Anh biết rồi sao? Sao lại giấu mọi người? Biết, nhưng chuyện đó nói sau, bây giờ phải chạy khỏi đây đã. A Thông phản kháng. Không, phải bắt nó để trả thù cho mẹ A Thông. Lúc này, A Nhất mới giải thích dội dàng. Chuyện mẹ A Thông chết không phải do Hơ Mơ làm, bà chết do bệnh. Nếu không có Hơ Mơ giúp giết mụ Sườn, thì A Thông với vợ đã bị bắt đi lâu rồi. A Thông không tin vào điều này, nghe vô lý quá. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tên thầy Giàng đúng là một tên thầy dởm. Mụ Sườn chết thì đáng rồi. Và A Nhất đó giờ là bạn tốt, còn cho anh mượn tiền để trả nợ địa chủ. Nghĩ đến tình nghĩa, vậy là anh chọn cách giúp A Nhất. Dân làng sắp kéo đến rồi, chuyện Hơ Mơ là Ma Lai không thể giấu được nữa. A Thông mới ra hiệu bảo A Nhất và Hơ Mơ chạy theo hướng kia, còn anh sẽ đánh lạc hướng dân làng, giúp hai người rời đi. Hơ Mơ lúc bấy giờ đã nhập lại thể xác. Đoạn A Nhất nắm tay cô chạy vào con đường dẫn vào rừng sâu. Bóng dáng hai người khuất dần sâu rặng cây xanh. Lúc này dân làng mới bắt đầu kéo đến căn nhà sàn riêng tư. Nhìn thấy lão thầy Mo chết không toàn thây, ai nấy đều rùng mình. Bụng ông ta bị moi ra hết ruột gan, máu chảy ròng ròng, khuôn mặt lúc chết đau đớn cứng đờ. Tên địa chủ Sườn bị kích động mạnh, hình ảnh cái xác của tên thầy ám ảnh vào tâm thức của hắn, đánh trúng tim đen khiến nỗi sợ hãi của hắn tăng lên. Cái chết của vợ, của tên thầy Giàng mà hắn xu nịnh, tội ác mà hắn đã gây ra với những tên dân đen, những người đã bị hắn và vợ bức đến cái chết. Hắn có thể thoát khỏi sự trừng phạt của chính quyền nhờ vào tài nịnh hót, nhưng còn bản án của lương tâm, trời đất vẫn nhìn thấy. Hắn bắt đầu tự biên tự diễn, lo sợ những oan hồn sẽ quay về trả thù. Âu cũng là có tật giật mình của những kẻ làm nhiều điều tội lỗi. Một tiếng sấm nổ vang rầm trời, kinh thiên động địa. Tên Sườn giật mình sợ hãi, tâm lý kích động. Hắn bắt đầu loạn ngôn và hành xử quái đản. Hắn kêu la xin tha mạng rồi chắp tay lại lục. Mọi người xung quanh nhìn sự lạ không khỏi ngạc nhiên. Trời mưa bắt đầu ào xuống, hắn hóa rồ rồi lao ra cơn mưa, bỏ chạy khỏi hiện trường. Ông trưởng làng cũng mặc kệ. Cường Hào ác bá là ai? Bằng linh tính và sự già đời, ông cảm nhận được. Trưởng một bộ tộc nhỏ bé cũng không giàu có gì, cũng trải qua cơ cực nghèo khổ cùng tộc mình. Ông có đôi mắt nhìn người sâu xa thâm thẳm. Vị trưởng làng đáng kính khẽ lắc đầu cho những oan trái đã trổ quả. Rồi đoạn ông nhờ đám trai làng chuẩn bị mai táng cho tên thầy Mo dởm. Một đêm không bình yên của buôn làng, của núi rừng đại ngàn, ánh trăng sáng bị mây mờ che phủ. Ngoài trời, màn đêm đen thâm thẳm. Trong cơn mưa dầm, tiếng con tu hú kêu ai oán. Từ buổi tối hôm đó, trong căn nhà khang trang rộng lớn của tên địa chủ, mỗi ngày, hắn ta đều bị những ảo ảnh, bóng ma hiện lên ám ảnh trêu ghẹo. Cũng không rõ là oan hồn thật sự tìm về báo thù hay là do hắn chột dạ tự tưởng tượng ra. Hắn ta và mụ vợ đã khuất, vẫn còn một tên con trai ăn chơi, năm nay được 22 tuổi. Nhờ vào sự dạy bảo và ảnh hưởng cách sống của cha mẹ, đứa con trai này từ nhỏ đã biểu hiện ra mình là một tên tiểu cường hào ác bá. Từ khi ông già bị tâm lý loạn thần,
sự nghiệp của gia đình để cho đứa con trai này gánh vác. Phải nói là hắn ta đã học được những trò bóc lột hà hiếp người yếu thế của cha mẹ, tiếp bước hai ông bà già trở thành tầng lớp địa chủ ác độc. Ông bá Hộ Sườn càng già càng lớn tuổi, lại càng sống khép kín cẩn trọng. Ông ta thờ tượng Phật, đọc kinh sám hối mỗi ngày. Những lần tên con trai mình làm điều ác, nhìn giọng điệu, dáng nói, cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt giống y chang như bản thân lúc trước, tên bá hộ không khỏi cảm thấy chột dạ. Đã đứng ra khuyên can con trai nhiều lần, nhưng trong mắt con trai hắn, cha mình bây giờ chỉ là tên già lẩn thẩn mất trí. Sự tàn ác vô cảm trong người tên con trai đã được dung đắp bồi dưỡng từ nhỏ, đến bây giờ hình thành lên một nhân cách tự tôn sùng chính mình, xem tiền bạc, danh vọng, quyền lực lên trên hết tất thảy. Tên Sườn nhìn con trai đi lại với xe đổ của bản thân mà trong lòng rây rứt đau khổ. Tên con trai là sản phẩm của vợ chồng hắn đã tạo ra, có quỳ gối sám hối bao nhiêu lần với trời đất cũng không xả hết tội. Một hôm, tên con trai kéo theo hai thằng hầu bắt về một cô gái xinh đẹp. Tên này muốn giở trò đồi bại với cô gái. Sau khi bị cưỡng hiếp, cô gái khóc nức nở. Chuyện ầm ĩ hết trong nhà, nhưng mà là lãnh địa của hắn thì ai làm gì được hắn chứ? Cô ta phẫn uất, cảm thấy bản thân không còn trong sạch, lao thẳng ra cái giếng sau nhà buông mình tự vẫn. Cha mẹ cô gái là người làm thuê cho đất nhà địa chủ. Con cái chết oan, ba mẹ kéo đến quan huyện đòi lại công bằng cho con mình. Nhưng sự đời, quan huyện được chi tiền để làm ngơ tội ác. Tên con trai với bản chất hung bạo hơn cả cha mẹ hắn đã cho người lôi cha mẹ cô gái về để mình xử. Đoạn nhìn con trai cho người đánh đập cặp vợ chồng nghèo đến chết, ông Sườn hoảng hốt, giọng run run cầu khẩn thằng con dừng tay. Con trai ơi, trên đời này còn có thiên lý, ta xin con nương tay để bản thân mình không phải nhận nghiệp báo sau này. Xin con dừng tay đi. Tên con trai quát mắt nhìn hắn ta. Ông già lãng trí, ông nghĩ bản thân mình thanh cao lắm sao? Những việc tôi làm có là gì đâu so với những thứ ông và má đã làm trước đây. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người đâu, mạnh tay thêm. Ông Sườn rớt nước mắt, không cứu nổi. Ông quỳ xuống đất, dập đầu tạ lỗi với hai vợ chồng nghèo kia. Trong tình cảnh họ đang bị đám gia nhân đánh đập thừa sống thiếu chết, còn chút hơi thở cuối cùng, cho đem nhốt vào chuồng củi chờ cho chết luôn thì xử lý xác. Cũng chính là cái chuồng củi truyền đời từ cha mẹ ông, đời của ông, và giờ là đến thằng con trai mình. Những sự thật phũ phàng trong cuộc sống không bao giờ có thể thay đổi được. Dù một tên cường hào ác bá có bị diệt trừ thì sẽ lại mọc lên một tên độc ác áp bức khác. Số phận mỗi người là điều không thể lựa chọn. Không ai có thể chọn lựa được cho mình hoàn cảnh sinh ra, nhưng lựa chọn cách ứng xử, tâm thế đối mặt, lựa chọn thiện hay ác là ở tùy mỗi người. Gieo trồng hạt giống thiện lương để mai sau khi trả hết khổ đau sẽ nhận lại những điều tốt lành. Gieo hạt giống bất lương để mai sau nhận lại bài học đắt giá. Có lẽ bây giờ tên địa chủ Sườn đã thấm được những bài học đắt giá khi nhìn thằng con trai hành xử bất thiện. Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua, A Thôn vẫn nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại bạn mình. Cái buổi tối mà A Nhất cùng vợ lẻn sâu vào khu rừng, chẳng ai trong làng còn nhìn thấy bọn họ. Bí mật về con ma lai không ai nắm rõ. Tất cả mọi thứ đến giây phút này chỉ là sự đồn đoán của mọi người. Đã ai tận mắt chứng kiến ma lai? Hàng ngày, A Thôn vẫn lên rẫy cà phê làm việc. Nhưng anh không còn quan tâm sự đời. Anh và Hơ Rim sống giản dị để bớt phần bị phụ thuộc vào những tên địa chủ ác độc. Hai vợ chồng sống thuận theo thiên nhiên núi rừng, nuôi thêm đàn gà, đánh cá, hái rau rừng. Tuy cuộc sống không phải là dễ dàng hơn, nhưng họ nhận ra mình chính là con của núi rừng, không thể tách biệt khỏi nơi đây. Nếu núi rừng có mưa to, sạt lở, ngập lụt, thì họ cũng xem như đó là cha mẹ mình đang nổi giận,
Đó là núi rừng đang trừng phạt những kẻ không biết quý trọng thiên nhiên, khai thác tài nguyên, chặt cây rừng, giết hại muôn loài một cách vô tội vạ để làm lợi riêng. Họ tin vào sự che chở của thần rừng ban cho họ. Một buổi sáng trong lành, A Thông mang theo dụng cụ vào rừng, tìm vài loại thuốc. Anh đi bộ đến đoạn suối sâu nằm trong rừng. Cũng ít ai biết được nơi này. A Thông thầm cảm tạ thần rừng đã ưu ái chỉ đường cho anh có một nơi nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống, ngẫm nghĩ về mọi thứ. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, thì nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. A Thông! Bóng hình của A Nhất dần dần xuất hiện từ cánh rừng già. A Thông từ ngỡ ngàng chuyển sang vui mừng. A Nhất! Là cậu sao? A Nhất nở nụ cười tươi tắn, rắn rỏi của người con núi rừng. Hai người gặp lại xúc động không thôi. Lúc bấy giờ bên đoạn suối, nhìn từng con cá quẩy đuôi trong làn nước trong. Hai người bạn mới tâm sự cho nhau nghe. A Nhất thổ lộ lòng mình. A Nhất là một pháp sư người dân tộc Cao Tây Ấn ẩn dật. Chân nhân thực sự thường bất lộ tướng. Trước đây, Hơ Mơ đã chết. Chết vì bị một tên háo sắc cưỡng hiếp. A Nhất vì yêu Hơ Mơ. Mỗi đêm, anh đều thao thức nghĩ đến cô, thương cho người vợ xinh đẹp, căm thù những tên đàn ông háo sắc. A Nhất đã có một quyết định. Bằng những bộ pháp chú thuật cao tay của mình, anh quyết định tiến hành nghi lễ với ma quỷ, kêu gọi linh hồn Hơ Mơ về và xin cho cô được sự bất tử. Nhưng điều gì cũng có cái giá. Sự bất tử của ma quỷ đã ban cho Hơ Mơ, đổi lại chính là việc biến cô thành ma lai, và A Nhất cũng sẽ mất hết bùa chú của mình. Hơ Mơ phải trở thành một trong những thứ như bọn chúng và đón nhận sự bất tử. Bây giờ A Thông đã hiểu, hai người bọn họ sống xa xóm làng để tránh né sự dòm ngó soi mói của người đời. Cái chết của Mụ Sườn chính là sự ra tay đáp trả của Hơ Mơ. Vào cái buổi tối nhìn thấy A Thông nằm khóc bên mộ mẹ, Hơ Mơ đã động lòng trắc ẩn, quyết định bay đi giúp anh yểm mụ ta. A Thông cảm động, anh biết ơn A Nhất và Hơ Mơ. Thời gian trôi qua thật lâu, lại đến lúc hai người chia tay nhau lần nữa. Lần gặp tới không biết sẽ là bao giờ. A Nhất đã quyết định sẽ đi xa, có lẽ là qua một bản làng khác để cùng Hơ Mơ sinh sống, một nơi mà không một ai biết về hai người. A Thông ôm bạn thắm thiết, cái ôm của sự chia tay khó hẹn ngày gặp lại. Ông già Vinh dừng kể chuyện, mắt rưng rưng từ lúc nào. Ông lấy tay quẹt đi nước mắt. Lũ trẻ còn thơ ngây nhìn ông, một đứa trong đám reo lên. Wow, con ma lai thật là đáng sợ. Lung nó ăn rượu ông vàng á, thấy ghê quá. Một đứa khác không chịu, cãi lại. Không, chị ấy là con ma xinh đẹp, đẹp lắm. Bọn chúng nghịch ngợm tranh luận với nhau, rồi lại phá ra cười khúc khích, còn tranh giành nhau bánh kẹo của ông già làng. Ông già làng tâm trạng vui vẻ nhìn chúng nó. Bỗng một thằng bé hỏi, non nhìn nó lớn hơn đám con nít kia một chút. Nó nói bằng chất giọng ngây thơ tò mò. Vậy chị Ma Lai ra sao? Nếu như anh A Nhất chết hả già làng? Ồ, đúng rồi, ra sao hả ông? Đám còn lại reo lên. Già làng vuốt chùm râu, mỉm cười gật gù. Một câu hỏi hay đây. Rồi ông chậm rãi trả lời câu hỏi của thằng bé. Có lẽ đó là điều mà A Nhất Ray rất hối hận. Vì một lần suy nghĩ cho bản thân, vì quá nhớ Hơ Mơ, đã tự mình thay đổi số phận của cô ấy. Già làng dừng lại trầm ngâm một chút, rồi giảng giải tiếp cho lũ trẻ. Dạng vật trên cõi đời này phải tuân theo những quy luật của đất trời. Kẻ chết phải về cõi âm ti, phải chịu nghe luận tội trạng rồi chờ ngày đầu thai. Kẻ sống thì phải nên tiếp tục sống. Có lẽ sau này A Nhất cũng biết mình đã sai, vì sự ích kỷ của bản thân khiến Hơ Mơ bị mắc kẹt mãi trần gian. Sinh lão bệnh tử hay thành trụ hoại diệt, đó đều là quy luật vận hành của thiên địa.
vì sự ích kỷ của bản thân mà làm mọi thứ đảo lộn, ác có chỗ sẽ bị dướng mắc không giải thoát được. Lão già Vinh ho lên khục khạc. Bọn trẻ bảo ông ngủ sớm đi. Những câu chuyện mà ông già làng kể cho chúng nó nghe luôn luôn là những câu chuyện hấp dẫn. Già làng luôn là người được cả dân làng kính trọng, là người chứng kiến nhiều điều. Bằng kinh nghiệm sống và sự từng trải, ông luôn đưa ra những lời khuyên chính xác nhất. Bọn trẻ tạm biệt ông già làng đáng kính, cảm ơn ông về một sự tích ma lai của núi rừng quê hương. Ông Rinh nhìn theo đám trẻ đang đùa nghịch chạy dẫn về nhà, lòng ông nhẹ nhõm. Một cô gái từ trong đi ra, bưng cho ông một ly trà nóng ấm. Anh lại kể cho chúng nó nghe câu chuyện về em sao? Hơ mơ giọng trêu ghẹo. Nhìn thấy hơ mơ, một chút bình yên lại hiện lên trên gương mặt ông già. Đó là câu chuyện của chúng ta mà. Ông già làng ngồi xuống, nhấp ngụm trà của người đẹp đưa. Đã hơn 50 năm trôi qua, ông bây giờ đã ngoài 80 tuổi, còn hơ mơ, đương nhiên cô không hề già đi chút nào. Đoạn ông hạ giọng. Hơ mơ này, anh xin lỗi. Hơ mơ không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi khuyên ông chồng đi ngủ sớm để giữ sức khỏe. Có những chuyện bản thân mình đã không còn có thể kiểm soát được nữa. Có bực tức, có trách cứ, có buồn bã thế nào thì cũng không thể thay đổi được hiện tại. Chi bằng cứ thanh thản mà ở bên nhau, được lúc nào hay lúc đó. Đoạn hai vợ chồng, nhưng mà là chồng già vợ trẻ, đang ngồi nhâm nhi trà ngắm trăng trước nhà. Cô vợ nghe tiếng động lạ sau nhà, lười đi xuống, bèn rướn cái cổ dài ngoằng ra phía sau xem có chuyện gì. Thì ra chỉ là con chuột thôi. Đoạn cô thu cổ lại, A Nhất lại than. Ôi trời ơi, em lại làm như vậy, anh nhìn sợ quá. Đã mấy chục năm rồi, đến giờ mà ông vẫn còn sợ à, ông già? Nói rồi, hai người phá ra cười giữa khung cảnh bình dị, ấm áp, đơn sơ của núi rừng. Truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.